Xin chào mọi người. Như đã có lời hẹn thì hôm nay gửi đến mọi người cái video này, các cái ý kiến của một là anh Sơn ở Buôn Mê Thuột, hai là Đạt ở Thanh Hóa, ba là Khang ở Bắc Giang, bốn là Mạnh ở Hải Phòng, năm là Hạ ở Cộng hòa Séc. Thì và thêm ý kiến của anh Tùng ở Long Thành, Đồng Nai nữa. Mời mọi người cùng xem chia sẻ của những người thực tế đang nuôi con Rottweiler. Chào các bạn, mình là Sơn, năm nay mình 43 tuổi. Hiện tại thì mình sống và làm việc ở Buôn Ma Thuột. Còn đây là Cá Bơ. Cá Bơ đứng lên. Đây, nhà này, đây là Cá Bơ. Cá Bơ bây giờ được 14 tháng rồi này, dưới kia. 14 tháng rồi. Mình nuôi Cá Bơ thì đã được một năm rồi, tròn một năm rồi. Nhiều người bảo rằng là nuôi chó, nuôi cái dòng này nó hôi, nó bẩn. Thì đây là Cá Bơ này. Cá Bơ ở chung với mình trong nhà. Nhà phố thì nhỏ, nhà phố thì có 100 m². Bơ lên đây. Lên đây. Em bên đi học về thơm thơm bơ chưa? Cháu ôm hơn. Chà kia. Ôm thơm thơm bơ chưa? Đi học về thơm bơ chưa? Chưa đúng không? Chưa. Hôm nay đi học về quên quên không thơm bơ kìa. Quên. Thơm không? Có thơm không? Bơ có thơm không? Có. Có. Một tuần nó chưa tắm đó. Từ hôm mưa rồi một tuần chưa tắm đó. Đó, nhiều bạn bảo là chó nó hôi nhưng mà cấp bơ là một tuần này chưa tắm này. Đó. Đi đá đi cấp bơ. Đi. Đá. Đá đá đi. Con mở tivi con. Đây chỉ có cấp bơ thì chỉ có ở phòng khách đến đùng luồng này thôi. Đi đá. Nhà thì một ngày thì chỉ lau một lần thôi, lông thì cũng không có đáng kể, lông thì ít lắm, chỉ có trừ trường hợp là khi thay lông thôi. Chứ còn bảo nó phá thì nó cũng phá ngang với một đứa trẻ con, chắc nó không phá bằng thằng con mình đâu. Còn một tuần rồi, một tuần này mưa gió chưa tắm được, nhưng mà cũng nói chung là cũng có mùi chó thôi, chứ còn bảo là hôi thì chả có hôi. Theo mình thì vậy, mà anh em bạn bè nó vào thì cũng không có ai kêu ca gì cả. Xong chưa? Đi vào. Đi vào đi. Vào rửa chân. Cấp bơ ngoan. Vào. Đi đái vào, đi vệ sinh vào là rửa chân. Đợi, đợi anh tí. Đây. Đây. Đây là cái gì là bán được đấy. Đây. 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 Đâu rồi? Đó thì suốt ngày chỉ có quanh quẩn ở trong nhà tắm rồi, không cái cái đường ruộng này không? Đường ruộng cái phong cách không biết. Kết quả khoảng độ 60 m². Nói chung là một ngày cũng chỉ có phải lau nhà có một lần. Trèo lên ghế đi. Trèo lên ghế cho lên bên. Đó. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Mạnh. Năm nay tôi 35 tuổi. Tôi đang công tác trong quân đội nhân dân Việt Nam. Xin giới thiệu với tất cả mọi người. Đây là Vinci. Người bạn hàng ngày của tôi. Đó.
PC. Đó. Đây. Đây là vị trí PC hay chơi. Đây là phòng làm việc của tôi. Xin mời các bạn. PC. Đây là phòng ngủ của tôi. Đó, chăn màn đấy. PC. PC thì thường xuyên ở cùng với tôi. Và vị trí của PC thì có thể đi lại khắp trong phòng và ngủ ở phía đằng sau. Thỉnh thoảng thì PC cũng xuống chuồng để ngủ. PC đây. PC rất là ngoan. Và đặc biệt là PC không hôi. Và giống Rottweiler không hôi như các bạn nghĩ đâu. Lông nó rất là ngắn và không bay. Công tác vệ sinh rất là dễ dàng. Một tuần các bạn chỉ cần tắm cho Rottweiler khoảng một lần là ok. Xin chào tất cả mọi người. PC chào tất cả mọi người đi. Xin chào tất cả. Chào mọi người. Mình là Đạt. Hiện tại 31 tuổi. Chỉ sống và làm việc tại Anh Hóa. Còn đây là Netflix. Cụ cậu còn 5 ngày là tròn 5 tháng tuổi. Cụ cậu về mình được đúng 2 tháng. Mình đón cụ cậu hôm 16/8. Nơi đây là nơi để mình tập luyện cho cụ cậu đi vệ sinh này. Vệ sinh trong nhà này. Đây. Đi xuống đây. Còn đây là nơi để mình giới thiệu nơi ngủ của cụ cậu. Em ơi. Đó. 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 Xuống đi nếp em. Thôi không cầm của em. Không cầm. Đi. Đi. Xuống nhà ăn cơm nè. Đây, mình chuẩn bị cho cụ cậu ăn này. Thì đây. Đây, bình thường cho cụ cậu hay ăn ở đây. Ra đây, chưa ăn, ra đây, giới thiệu qua ăn. Giới thiệu qua nhà tí rồi ăn nhé. Đi, nhanh lên. Đấy. Ra đây. Đây. Rồi. Ngồi xuống. Vì mưa nên cụ cậu này, 2 tuần nay mình chưa tắm cho cụ cậu rồi. Nhưng hiện tại không thấy mùi gì cả. Trước đấy thì trước khi đón cụ cậu về Nepet, mình cứ tưởng là nuôi dòng rốt này rất là hôi. Nhưng thực tế không phải đâu nhé. Cụ cậu 2 tuần rồi. Ông tắm những người rất là thơm này. Thôi Nepet ơi. Rồi Nepet từ từ nhá. Quấn chủ lắm. Đó. Bác sĩ đi chậm thôi. Bác sĩ đi chậm thôi con. Đi. Nó xin. Đi xuống nhà. Đi. Đi chậm thôi. Đi chậm thôi. Đây nhé. Anh Si đang được nuôi trong nhà và cùng gia đình luôn. Đây. Đúng cái thời gian mà đang thấy lông nè. Anh Si. Nasi. Nhà một tuần rồi chưa lau đây. Nha, để cho khách quan hơn thì mình quay cho các bạn cái nền nhà nhé. Rất là lâu rồi mà chưa
chưa có lau này, chưa về này, các bạn nhìn xem rất nhiều vết chân chó nhé, không phải là làm màu nhé. Này nhìn dưới ánh điện đèn áp sáng đây, nhìn rất là nhiều cái đông chó, chân chó này, nhưng mà đặc biệt là lông không có và mùi hôi nó không bị hôi đây nhá. Đây vẫn có mà đúng cái đợt mà đang thay lông của Nancy nhá. Đây Nancy đây đang chơi ngoài cửa đây nhá. Sinh ngày mùng 1 tháng 7, đứa này là cũng được được hơn 3 tháng rồi. Thì mình nhận nuôi UV từ ngày 27 tháng 9. Đứa này cũng được gần 3 tuần. UV là giới tính nữ. Mình làm nghề sửa chữa ô tô. Hôm nay 28 tuổi. Cảm nhận về mình nuôi nó là mình thấy nó rất là ngoan và rất là đẹp, mình thích rất lâu. Cái con Bombay này về cảm nhận của mình về cái mùi cơ thể của nó thì mình thấy nó mình có cái mùi cơ thể bình thường, so với chó ta thì nó nhẹ mùi hơn chó ta. Một cái là từ ngày mình mua nó về mình chưa tắm nó lần nào, gần 3 tuần này mình chưa tắm nó một lần nào, thì mình sợ nó ố nên mình không tắm nó, mình chỉ lấy cái khăn là mình giặt sạch xong mình lau người nó. Và thêm anh Tùng ở thị trấn Long Thành, tổ 17 khu Cầu Xéo, chủ tiệm đồ câu 6 Tùng, thì do bận mãi cho nên là chỉ gửi một cái tin nhắn kèm với một số hình ảnh chứ không có tiện quay video. Thì nội dung sơ lược của cái tin nhắn thì mọi người cũng có thể xem ở trên màn hình, là cái giống rốt nó không hề hôi như mọi người nghĩ đâu. Mà mọi người ai mà có quan tâm đến những cái về đồ câu thì cũng có thể liên hệ với số anh Tùng, hoặc là những người mà thích chó rốt ở quanh khu vực Long Thành, Đồng Nai cũng có thể giao lưu với anh Tùng qua cái số điện thoại của anh ấy là 0933600352 ở khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành. Thì qua các cái chia sẻ của mọi người thì chúng ta có thể thấy là cái giống Rottweiler thực sự là trong thực tế nó không có hôi như là một số người ta nói. Còn các bạn, một số bạn mà gặp cái tình trạng con Rottweiler nó bị hôi ấy, thì một là bản thân cái gen giống ấy nó có một cái mùi. Nhưng mà cái đa số là các bạn sẽ gặp vào cái tình huống là do các bạn cái chế độ ăn dinh dưỡng nó không chuẩn. Và cái nữa là các bạn để con chó nó bẩn, nó bị bệnh về da lông, bệnh nấm da, các cái bệnh về nấm da nó cũng gây ra mùi hôi rất là khó chịu. Hoặc là để bẩn quá. Nhưng thường thường cái mùi cơ thể thì nó do hai cái nguyên nhân. Một là chế độ dinh dưỡng không chuẩn, các bạn cho ăn lẫn mắm muối. Hai nữa là do cái gen giống của con chó, thì cái đấy thì chịu rồi. Chúng ta làm thế nào đấy để chúng ta cho nó đỡ đi thôi. Ăn chế độ dinh dưỡng tốt và tắm rửa sạch sẽ thì nó đỡ đi thôi. Gervi, Rogler Gervi xin chúc các bạn chăm chó vui khỏe và nuôi được con chó ưng ý. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.